hôm nay các người đang đấu với một người như là mẹ, chứ không phải là Teddy đâu. Tôi sẽ cứu được Ipsita để tôi xem hai người có thể làm mẹ, gì. Mẹ, mẹ chạy nhanh đi. Mẹ sẽ đi ngay. Buông ra. Buông ra. Buông ra đi. Mẹ hãy đưa nó cho con. Mẹ đưa nó cho con. Mẹ hãy chạy nhanh đi. Má đời. Má đời. Má. Má. Má đời. Tên đi. Má. Má hắn vừa bỗng đứa bé chạy ra đường đó. Thì sắp bỏ trốn rồi. Tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Alo, ngài thanh tra, chúng tôi biết con của chúng tôi ở đâu rồi. Anh hãy mau làm gì đi chứ. Hát à, hắn cướp con của tôi rồi bỏ chạy rồi. Nhưng mà tôi không thể làm được gì hết. Tôi nhất định không để yên cho đi sắp. Tôi sẽ giết chết hắn. Tôi sẽ giết chết hắn. Tại sao hắn lại dám động đến bé con như vậy chứ? Tại sao vậy? Tini à, con đã làm hết sức rồi. Con yên tâm đi, thần linh sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Người sẽ giúp chúng ta mà. Bây giờ con phải lo về địa phương cho mình trước đã. Con sẽ tìm được đứa bé thôi. Pat, hãy mạnh mẽ lên. Nhất định sẽ tìm được đứa nhỏ. Con nè mẹ, cho dù mẹ đang ở đâu, mẹ cũng đừng đi khỏi chỗ đó. Khi có cơ hội con sẽ gặp mẹ ngay. Có gì con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé. Anh có từng thấy hình của tên này không vậy? Tên này dám đi bắt cóc một đứa bé. Hiện tại mọi người đang tìm tung tích của hắn đó. Nhìn mặt tử tế nhưng mà độc ác quá à. Con cái nhà người ta mà hắn cũng bắt cóc cho được nữa. Tên này đăng suốt từ sáng cho tới giờ rồi. Tôi cũng có thấy tên này trên mạng rồi. Bây giờ nhiều người biết chuyện bắt cóc này lắm đó. Hay là như vậy, chúng ta gửi hình tên này cho người quen đi. Càng nhiều người biết về tin này thì càng giúp được cho đứa bé mau về với ba mẹ của nó. Con gái, ba xin hứa với con một điều. Ba sẽ luôn giữ nụ cười thật tươi trên đôi môi bé nhỏ xinh xắn này của con. Và ba sẽ luôn giải quyết mọi vấn đề của con. Con tôi từ hôm nay sẽ được biết đến với một cái tên. Một cái tên rất ý nghĩa. Con bé tên là Ipsita. Dượng cứ có cảm giác là tên khốn Rishap đó ở quanh đây thôi. Nhờ Tiny mà mọi hình ảnh của Ipsita đều được đăng lên mạng hết rồi Dượng à. Con tin chắc chắn sẽ sớm có manh mối gì đó. Cảnh sát cũng đang truy lùng mọi nơi. Hắn sẽ không thoát được đâu. Xin thần linh hãy giúp cho con. Mong là tên Rishap đó không mang bé con đi xa khỏi đây. Xin thần linh hãy phù hộ cho con bé. Hắn chỉ ở gần đây thôi. Cô đừng quá lo, hắn chưa đi xa đâu. Tiny và Pat giờ sẽ khó mà tìm được mình rồi. Nhưng mà cảnh sát truy lùng mình khắp nơi. Hơn nữa hình ảnh của mình cũng tràn lan ở trên mạng rồi. Mình phải làm sao qua mặt mọi người đây? Làm sao để họ không nhận ra mình đây chứ? Pat biết là mình đang giữ con của anh ta. Anh ta chắc chắn sẽ phải giao tiền cho mình. Mình sẽ gọi cho anh ta, bắt anh ta đưa tiền nếu như muốn gặp lại con. Đúng rồi. Không, không được, không được, không được. Nếu như mình gọi từ điện thoại di động, anh ta sẽ lần ra được. Mình phải liên lạc cho anh ta bằng cách khác thôi. Có cảm giác là hắn không có ở đây. Chúng ta đi kiếm chỗ khác xem. Không.
Tại sao lại không? Ý của tụi con muốn nói, chúng ta nên kiểm tra lại khu vực này. Hắn chỉ trốn ở quanh đây mà thôi. Đúng vậy, bác nói đúng đó. Con cũng có cảm giác là bé con chỉ ở gần đâu đây thôi Dượng à. Nè cậu kia, cậu đi đâu mà không nhìn đường vậy? Ủa mà sao đứa bé này khóc dữ vậy hả? Hình như nó đang đói bụng đó. Phải nó đang đói, tôi định cho nó uống sữa đi. Cậu đứng lại, tôi thấy cậu ở đâu rồi hay sao á? Để tôi vớ coi. Mình nhớ có thấy mà ta. Hắn chạy rồi. Thần Linh ơi, Ipsita là những gì còn sót lại của Sovereign. Xin đừng để chuyện gì xảy ra với nó hết. Con cầu xin Thần Linh, xin người hãy cho con gặp bé con của con đi mà. Dượng nói rồi, hắn không có ở đây đâu. Tini à, tôi có cảm giác Dượng nói đúng đó. Chúng ta nên tới tìm hắn ở chỗ khác thôi. Có điện thoại cơ. Alo. Gì chứ? Ở đâu? Được rồi, cảm ơn, chúng tôi sẽ tới ngay. Gì vậy? Gì vậy bác? Ai gọi cho anh vậy? Tên đi, tin nhắn của cô trên mạng đã có tác dụng rồi. Có một người vừa nhìn thấy trinh sát, hắn đang ở gần đây. Dượng à, gọi cảnh sát đi, nhanh đi Dượng. Không biết là người sẽ không bỏ tụi con mà. Chắc chắn là người sẽ cho con đoàn tụ với bé con. Cháu gái của tôi bị bắt cóc, nhưng tôi đây không cần biết các anh làm bằng cách nào. Tôi chỉ muốn cháu của mình trở về nhà. Thằng nhóc đó không phải là kẻ bắt cóc chuyên nghiệp gì hết. Lực lượng cảnh sát các anh đang làm gì vậy? Đáng lẽ giờ hắn phải ngồi trong tù rồi chứ. Ngài Banu Sali, chúng tôi sẽ tìm được cháu gái ngài. Cháu gái ngài nhất định sẽ an toàn. Cảnh sát đang truy lùng khắp mọi ngóc ngách trong thành phố này rồi. Cảnh sát đã lập chốt kiểm tra ở mỗi góc đường, ở nhà ga, sân bay, có thể nói là ở từng con đường rồi. Và thanh tra giỏi nhất của cảnh sát chúng tôi cũng đang phối hợp cùng với bác. Chưa kể là thông tin đứa bé được phát tán rộng rãi trên mạng, Rishab không thoát được đâu. Sao các anh không dán hình truy nã của hắn bên ngoài chứ? Mau đưa lên các kênh truyền hình đi. Không biết bây giờ con bé ra sao rồi, không biết nó đói khát ra sao nữa. Tôi thật sự rất là lo. Anh hãy nghe tôi nói, cháu gái của tôi còn rất nhỏ, các anh định làm gì thì làm nhanh lên đi. Mà sao chuyện cháu của tôi vẫn còn chưa đăng lên các kênh truyền hình vậy? Chúng tôi đã liên lạc với đài truyền hình và các tòa soạn luôn rồi. Lực lượng cảnh sát đang làm việc hết sức mình. Tôi có cảm giác như Rishab đang trốn ở một nơi nào đó gần đây, nhưng sớm muộn cũng tìm ra hắn thôi. Mọi người đừng lo lắng quá, chúng tôi cập nhật thông tin thường xuyên, không người này thì cũng có người kia liên lạc với chúng tôi. Những tin tức về hắn chắc chắn chúng tôi sẽ sớm nắm được thôi. Anh sĩ quan, nếu như Rishab trốn thoát thành công thì anh cũng không ổn đâu. Tôi chưa bao giờ lợi dụng các mối quan hệ của mình cho mục đích cá nhân. Nhưng nếu như cháu gái của tôi thực sự không thể trở về thì lần này tôi buộc phải làm chuyện đó thôi. Sẽ có không ít nhân viên cảnh sát sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện này đó. Ông à, ông bình tĩnh lại đi. Huyết áp của ông lại tăng nữa rồi đó. Ông uống miếng nước đi. Tôi biết mà ông. Ông bình tĩnh lại đi. Ngài Banu Sali, xin ngài hãy yên tâm, chúng tôi sẽ tìm được cháu gái ngài và bắt được tên Rishab trong thời gian sớm nhất. Đích thân tôi sẽ đứng ra lo về vụ này, xin hãy tin tưởng ở tôi. Anh nghe đi, tôi chỉ muốn nhờ các anh chuyện này. Các anh có định làm gì thì làm nhanh lên. Vì tên Rishab đó rất xảo quyệt, hắn đã từng có ý định lừa cưới cháu gái của tôi để mà lấy tiền của gia đình chúng tôi đó, anh biết không?
lần này nếu mà anh bắt được hắn thì anh phải xử lý thật nặng hắn cho tôi, và để hắn không bao giờ dám có ý nghĩ và ngó gì trong gia đình này của tôi nữa. Được rồi, ông ngồi xuống đi, ngồi nghỉ một chút đi, huyết áp của ông tăng nữa rồi đó. Không biết bây giờ Indu ra sao rồi, tôi qua thăm nó một chút, ông ngồi nghỉ ngơi đi nha. Thần Sinat, con xin người hãy phù hộ cho cháu con, xin người hãy bảo vệ cho con bé. Mình cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Làm sao đi, làm sao đi? Mình sẽ đi xe buýt này. Kìa, nó kìa. Ipsita. Bé con kìa. Ipsita. Rishab, đứng lại đó. Dừng ba đá rồi, dừng đợi ở đây đi. Dừng mau gọi cảnh sát đi Dượng. À, để Dượng gọi liền. Rishab, đứng lại. Rishab. Đi sắp, đứng lại. Đi sắp. Rishab. Bát, bình tĩnh lại đi mà, bình tĩnh lại đi. Anh đừng mất niềm tin mà. Chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được hắn. Hắn chưa chạy xa đâu. Đi thôi. Đi hướng đó đi. Thần Sinat ơi, xin người hãy phù hộ cho Ipsita, cả Bát và Teni nữa. Xin người hãy bảo vệ chúng khỏi khó khăn. Không biết sao nhưng còn cảm thấy lo cho Bát quá. Indu, con đang lo cho Bát và đứa bé hay sao hả? Con đừng lo nữa, chúng ta phải tin tưởng vào sự bảo vệ của người. Trái tim của mẹ đã nói rằng lúc nào Teni còn ở bên cạnh Bát và đứa bé thì sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra được. Con chờ đi,
rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở đây thì không ai tìm được mình. Định chạy đi đâu hả? Tôi đã nói là sẽ tìm được hắn ở đi đây đâu mà. Hả? Chạy đi đâu hả? À. Con tao đang ở đâu? Được mày lên bắt. Bỏ ra đi trước khi tao lấy mạng mày thì mày nói đi. Bỏ đi. Con tao đang ở đâu? Nữa. Ipsita, Bát, hắn để con bé ở đâu rồi? Ipsita đâu rồi hả? Nói mau đi. Con tao đâu hả? Nói mau đi. Mày giấu con tao ở đâu rồi? Anh Bát à, nói mau đi. Nổi nhanh lên đi, bé con đâu rồi hả? Nếu không thì giết chết cậu luôn đó. Các người tới đây để giăng bẫy tôi có phải không? Các người sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này đó. Ê Pat Manusali, tôi thách anh đó. Anh sẽ không bao giờ tìm được con gái của mình đâu. Không bao giờ. Bỏ tôi ra. Pat à, Pat. Trước khi tao giết chết mày, mày nói đi, nói đi. Con bé đâu rồi? Để tôi nói gì đi, để tôi nói. Mau nói đi, nếu không tôi sẽ bóp chết cậu. Nói tôi nghe đi, bé con của tôi đâu rồi hả? Nhà chứa Chamuna. Giao cho bà Madame Chi. Giải hắn đi. Bát à, Bát, làm ơn bình tĩnh lại đi con. Madame Chi, có ai biết bà ta không? Tini à, cô có biết không? Cô có từng nghe qua chưa? Tôi cũng không nhớ nữa. Giờ tôi không thể nghĩ ra được gì hết. Thế ba đã không biết làm cách nào để tìm được bé con đây. Cậu nghe tôi dặn nè, cậu mau đặt xe cứu thương trước đi. Vì con người chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của tôi chỉ vài lần thôi là đã không chịu nổi rồi. Cậu gọi điện cho ngài bộ trưởng giúp tôi. Ngài bộ trưởng, ngài lấy đi mất cơ hội để cho chúng tôi giải trí giúp vui cho ngài rồi. Lần này thì sợi dây chuyền kim cương là đích thân tôi chọn đá quý cho ngài đó nha bộ trưởng. Ngài có thể tự mình kiểm tra tất cả. Tất cả dâng cho ngài đều là hàng quý nhất, hàng hiếm nhất.
Nếu vậy khi nào gặp nhau đi? Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Nhưng mà người tên Madame Di là ai? Để con nói cho ông nghe. Madame Di là người đủ bản lĩnh khiến cho tất cả những phụ nữ, một khi đã quyết định phải làm việc cho bà ta, phải trở thành công cụ kiếm tiền cho bà ta. Một người có miệng lưỡi ngọt như mật, giọng nói êm ái du dương. Nhưng trái tim của bà ta thì lại lạnh lùng còn hơn cả sắt đá nữa. Con mồi nào lọt vào tay của bà ta rồi thì đừng hòng thoát thân. Mohan Madan Sama, được mọi người gọi là cái bóng của Madame Chi. Cánh tay đắc lực giúp cho bà ta làm việc. Bà ta là người phụ nữ nổi tiếng với những việc làm đen tối mờ ám. Không chỉ trong giới doanh nhân không thôi. Mà quan chức chính phủ cũng nằm trong tầm kiểm soát của bà ấy. Bà ấy chính là người chuyên thực hiện những phi vụ cho bọn họ. Đặc biệt là cảnh sát không bao giờ đụng được tới bà ấy. Cô Tini nói không sai, bà ta quen biết quan chức, thậm chí là cả những người nắm vị trí quan trọng trong bộ. Mỗi khi mà chúng tôi tới kiểm tra thì không tìm được bất kỳ một bằng chứng nào cả. Mà cho dù chúng tôi có tìm được bằng chứng thì sẽ có cuộc gọi cấp cao yêu cầu dừng lại. Nhìn bề ngoài thì Chamuna chỉ là một ngôi nhà bình thường, nhưng khi đêm xuống thì chỗ đó sầm uất như là một khu chợ. Họ bán đấu giá phụ nữ và trẻ em, những thứ dơ bẩn nhất đều có thể đem ra đấu giá hết. Và đủ loại người bán kẻ mua ra vào tấp nập ở đó. Mặc dù nhìn thấy rõ mọi việc, nhưng mà cảnh sát lại không thể làm gì họ. Cứ mỗi lần chúng tôi tới kiểm tra thì lại phải tay không quay trở về. Bước chân vào nơi đó thì Madame Chi chính là luật lệ. Tôi biết rất rõ những quyền lực mà bà ta đang có. Vậy nên tôi luôn cảm thấy lo lắng cho con gái của mình. Tôi mặc kệ bà ta là ai. Con tôi ở trong tay của bà ta. Tôi nhất định sẽ không để cho bà ta yên đâu. Không được Bát. Nếu như cậu tới đó sẽ rất nguy hiểm đó. Chúng ta phải nhờ tới sự giúp đỡ của luật pháp thôi. Dù cho mọi người nói thế nào thì ông vẫn tin là lực lượng cảnh sát của chúng ta sẽ có cách tìm ra được các bằng chứng ở đó và mang cháu của ông trở về. Nhưng mà ông đừng quên, dù chúng ta có làm gì thì cũng phải suy tính thật là kỹ lưỡng. Vì bà ta là một người rất nguy hiểm. Chỉ cần bà ta đánh hơi được mình bị cảnh sát sờ gáy thì bà ta sẽ biến mất cùng với bé con đó. Vậy là hy vọng gặp lại bé con sẽ tan thành mây khói.
Có bao nhiêu người bảo vệ bà ta đi nữa cũng không thể nào ngăn được tôi mang con mình trở về nhà đâu. Anh có làm gì cũng không được phép hành động nóng nảy. Tôi biết rõ bà ta mạnh ra sao, cũng như khả năng của những tên bảo kê ở đó. Nơi đó chính là địa ngục. Đó chính là địa ngục trần gian đó. Lại thần Sinat, người đang giáng xuống tai họa gì đây? Con bé vẫn còn quá nhỏ, không biết con bé sẽ như thế nào nữa. Dạ không đâu bác Indu, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Ipsita đâu mà bác. Thần linh luôn ở bên cạnh chúng ta mà, chúng ta phải tin tưởng vào người chứ. Tôi biết phải ăn nói làm sao với Soveri đây. Tôi không thể bảo vệ được báu vật của cô ấy, bây giờ cũng không biết phải làm sao để cứu nó nữa. Bát à, anh cố lên đi. Anh có nhớ không, Soveri vẫn luôn nghĩ rằng khi chúng ta rơi vào cùng đường thì thần linh sẽ mở ra một con đường mới. Chúng ta chỉ cần tìm ra con đường đó và mang con cái chúng ta trở về thôi. Chúng ta chắc chắn sẽ làm được mà. Anh phải có niềm tin chứ. Tôi nghĩ ra một cách. Chúng ta cần tìm một người tin tưởng, cải trang thành họ, rồi trà trộn vào bên trong. Khi vào được bên trong thì gây lòng tin với họ để tìm hiểu thông tin của đứa bé. Sau khi biết được đứa bé ở đâu thì lập tức trốn ra ngoài, báo thông tin lại cho cảnh sát chúng tôi. Lúc đó chúng tôi sẽ xâm nhập vào đó. Nhưng mà người này nhớ là phải cực kỳ cẩn trọng trong mọi hành vi, vì chỉ một bước đi sai cũng tự đặt mình và cả đứa bé vào tình thế nguy hiểm. Nhưng ai có thể làm được chuyện này? Người nào mà chúng ta có thể tin tưởng và sẵn sàng mạo hiểm để vào đó chứ? Tôi. Tôi sẽ vào đó. Tôi sẽ đi vào đó để cứu bé con ra ngoài. Tôi biết bà Madame Chi. Trước đây tôi cũng đã từng gặp bà ta. Như vậy thì bà ta cũng sẽ dễ dàng tin tưởng tôi hơn. Với lại bản thân tôi cũng hiểu rất rõ khu vực ở đó, nên tôi đi là thích hợp nhất. Tôi sẽ đi cứu bé con. Tôi quyết tâm phải đi cứu nó trở về. Con không thể đi được. Phải. Đúng đó Tê Ni, mọi người không để con đi vào chỗ đó đâu. Mạng sống của con sẽ rất nguy hiểm. Sao con liều lĩnh như vậy chứ? Mọi người đã mất Soveri rồi con. Làm sao mọi người sống được nếu mất luôn cả con chứ? Nhưng bà, con cũng như bà thôi. Con cũng không thể sống nổi nếu Ipsita xảy ra chuyện. Mọi người đừng lo lắng cho con mà. Con chỉ đi làm việc của một người mẹ nên làm mà thôi. Con nhất định phải mang bé con trở về đây. Con đi cứu con mình nên sẽ được thần linh ban phước mà. Con tin như vậy. Chúng ta phải dũng cảm lên chứ. Để cho cô Tê Ni trà trộn vào đó thì sẽ ít bị nghi ngờ hơn là người khác. Tôi cho rằng để cô Tê Ni vào đó là quyết định đúng đắn. Tôi không đồng ý. Ipsita nó chính là con gái của tôi và của Soveri. Trách nhiệm cứu nó phải thuộc về tôi mà thôi. Tôi sẽ cứu con mình bằng mọi cách. Không cần cô phải xen vào đâu, vì tôi biết cách của cô không hiệu quả. Bát à, anh không thể cứu nó được đâu mà. Sao mà anh cứng đầu cố chấp quá vậy hả bát? Thank you.
Bát à, anh đang nghĩ cái gì vậy? Bát à, Ipsita không trở về bằng cách của anh được đâu. Họ là những người rất nguy hiểm Bát. Tôi không thể để anh đi như vậy được, anh hiểu không? Tôi biết rằng anh rất lo cho Ipsita, nhưng mà chỉ cần anh đi sai một bước thôi là anh sẽ đặt cô mình vào chỗ nguy hiểm đó Bát. Tôi hiểu con người Madame Chi rất rõ. Họ rất nguy hiểm nên anh không thể thắng được bọn họ đâu. Tôi biết anh đang lo cho nó, nhưng mà vào đó cứu người không phải là sở trường của anh mà. Không phải sở trường của tôi à? Đúng vậy. Hả? Với cô thì dễ dàng hơn sao? Cô nên nhớ, cô không phải là mẹ nó. Cô không cần phải lo lắng cho nó đâu Tini. Tôi không cần lo cho nó hả? Nếu như anh là cha của nó thì tôi cũng là người mang nặng đẻ đau ra nó mà. Anh có quan hệ thân thiết thế nào với nó thì tôi cũng như vậy thôi Bát. Vậy mà anh lại nói là tôi không cần lo cho nó hay sao chứ? Tini, cô cũng nên hiểu rõ một điều này. Tôi không quan tâm đến những điều mà cô cảnh báo, bởi vì tôi có thể chiến đấu với bất kỳ thế lực nào trên thế giới này để mang con mình trở về. Tôi biết rất rõ là anh đang rất muốn mang con mình quay về, nhưng mà anh càng cố làm thì càng không có lợi ích gì hết, anh hiểu không vậy hả Bát? Anh định sẽ làm gì hả? Bởi vì ở đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Nếu nhanh sơ suất làm cho Ipsita bị ảnh hưởng thì làm sao đây? Con bé có chuyện thì anh tính làm sao? Nếu nhanh không mang được con bé về nhà thì làm sao đây hả? Cô nghe đi, mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó hết. Tôi đã từng phải trả tiền cho giấc mơ có một đứa trẻ, nên bây giờ tôi cũng có thể trả giá để mua lại sự tự do cho con tôi, cô biết không? Anh đang nói về chuyện trả giá với tôi đó sao? Vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết giá cả ở đây là sao. Mấy người đó làm giàu bằng việc buôn bán. Phụ nữ, trẻ em, thứ gì họ cũng có thể bán được hết. Khách hàng của họ là những người rất giàu có, cô biết không vậy? Anh nghĩ là chỉ cần giao ra ít tiền này thì sẽ thỏa mãn được lòng tham của họ hay sao? Họ sẽ không bao giờ mắc sai lầm khi ra giá với anh để chuốc lấy phiền phức cho mình đâu Bát. Tôi thật lòng cầu xin anh đó Bát à. Một người mẹ đang cầu xin anh đó. Tôi hứa với anh là tôi sẽ mang con về cho anh mà. Tôi hứa. Cô cũng đã nói với tôi như vậy khi cô hứa là mang Sovereign về đây. Giờ cô hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra hả? Kết quả như thế nào? Cô khiến Sovereign biến mất mãi mãi. Và bây giờ cô mong tôi là tôi phải tin tưởng giao phó con mình cho cô nữa hay sao hả Tini? Tránh ra đi, đừng có cản đường tôi. Đủ rồi, tôi nghe anh chửi rủa như vậy là đủ lắm rồi. Nếu anh không tin tưởng tôi thì cũng được thôi Bát à. Nhưng mà tôi biết rất rõ một điều là anh không thể nào mang Ipsita từ cái địa ngục đó trở về đây được. Nếu Ipsita là giọt máu của anh và Sovereign thì nó cũng chính là con của tôi mà. Nên tôi không thể để con mình rơi vào nguy hiểm vì sự cứng đầu của anh được. Tha thứ cho tôi đi Bát. Tini, Tini, Tini à, Tini, mà mở cửa ra Tini, Tini, mở cửa ra mau lên. Tha lỗi cho tôi đi Bát, nhưng tự do của con gái tôi quan trọng hơn cảm nhận của anh. Với lại chuyện tôi đã hứa với anh thì nhất định tôi sẽ làm được mà. Tôi sẽ mang con của mình trở Tini, về. Cô đừng tự ý một mình đi tới chỗ đó mà. Dừng lại đi Tini, cô không được đi. Tha thứ cho tôi nha. Tini, Tini dừng lại. Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con đi. Ông nội ơi, bà nội. Làm ơn bỏ nãy ra đi. Bỏ nãy ra đi mà. Tránh ra. Đừng đánh nữa. Đừng đánh anh ấy. Đừng đánh anh ấy mà. Đừng đánh anh ấy nữa. Dừng tay lại. Tránh đi ra coi, ha. Làm ơn tha cho anh ấy đi. Tránh mà ra. Đứng lên. Làm sao mà mọi người lại để quấy đi một mình tới đó chứ? Phải chi mọi người trong nhà này mở cửa sớm hơn cho con. Con sẽ không để quấy đi tới đó đâu. Tại sao mọi người không hiểu gì chứ? Đây là vấn đề của gia đình chúng ta. Sao mọi người có thể để quấy mạo hiểm như vậy được chứ? Không biết được sẽ có chuyện gì ở đó nữa. Làm ơn tha cho anh ấy đi mà. Làm ơn đi. Nhưng
Nhìn anh cũng đẹp trai quá chứ. Anh thích gì ở cô ấy vậy? Điều gì khiến anh yêu cô ấy? Đáng yêu quá. Tôi thích sự cuồng nhiệt của anh. Ước gì, ước gì cũng có người yêu tôi như anh. Ước gì có người cũng chấp nhận hy sinh cho tôi, cũng sẵn sàng chịu đựng đau đớn giống như anh đi. Madam. Madam gì? Bà muốn tra tấn tôi kiểu nào thì tùy bà, nhưng mà tôi nhất định sẽ mang cô ấy rời khỏi chỗ này. Anh biết không, tình yêu chính là kẻ thù. Còn trái tim tôi cũng mong manh dễ dở, phản bội, thù hận, lừa lọc. Trái tim của tôi không chịu nổi đâu. Vậy cho nên, trước khi những điều đó có thể xảy ra, tôi cần phải ra tay, đập nát nó trước vậy. Đây là ngôi nhà yêu quý của Madam Z tôi, nên ai được ở đây, ai phải ra đi là do tôi quyết định hết đó. Tôi thấy tiếc cho tình ngốc mặt mũi đẹp trai như anh quá đi. Anh đang mơ tới một cuộc sống nơi chỉ có tràn ngập tình yêu ngọt ngào, nhưng rồi lại phải đối diện với cái chết. Mang nó ra khỏi đây, để cho nó đối diện với cái chết đi, để chứng minh tình yêu của mình. Không, hãy tha cho anh ấy. Madam Z, tôi quỳ xuống cầu xin bà, xin bà để anh ấy đi đi. Tha cho anh ấy đi mà, xin đừng đánh anh ấy nữa. Cô gái à, cô khóc lóc làm gì cho xấu mặt mình vậy? Nhìn đi, tình yêu của cô đi mất rồi, mất tâm. Không. Nào, trở lại làm việc đi. Tôi luôn tha lỗi cho lần đầu tiên đó mà. Hỏi anh ấy xem, tôi là người độ lượng ra sao. Nhưng mà cô biết gì không? Nếu cô phạm lỗi lần hai, tôi sẽ giết cô. Mang cô ta ra ngoài đi. Con thật vô lý quá Bách. Tới giờ con vẫn không chịu hiểu hay sao? Tenny biết rõ những người đó kìa. Mọi người lúc nào cũng ủng hộ Tenny, ủng hộ cô ta chứ không bao giờ ủng hộ con. Con đã nhẫn nhịn rồi, nhưng cho đến hôm nay mà mọi người vẫn nghe theo lời cô ta. Thay vì mọi người tin tưởng vào con, thì mọi người lại chọn đi tin vào cô ta. Đúng vậy, gia đình lại chọn tin Tenny. Vì cho dù chịu đựng không biết bao nhiêu sự ghét bỏ, nó cũng không một lời phàn nàn hay là oán trách. Con nghĩ mọi người là con nít sao? Không ai hiểu biết gì hết à? Chỉ cần nhìn thấy một điều là cả nhà ủng hộ Tenny. Nhưng con đã bỏ qua điều đặc biệt quan trọng là mặc dù cho con ghét bỏ thì Tenny nó cũng không thể dừng lại việc yêu con và con gái của con. Con nghe bà nói, sao con không hiểu vậy hả? Nó đã không màng tới tính mạng của mình, mạo hiểm đi cứu con gái của con. Để làm gì? Để làm gì? Con dừng lại đi. Con không thể ương bướng như vậy. Sự thật đang diễn ra trước mắt con, con chỉ cần chấp nhận nó. Đứng về phía Tenny đi con. Con ghét nó đủ rồi. Sự ngu ngốc này con dừng lại đi. Còn nữa, con giả dối cũng đủ rồi. Con giả bộ ghét bỏ nó đủ rồi. Vì sự thật ở đây là con vẫn còn quan tâm tới Tenny mà. Nhưng con vẫn cố chấp không chấp nhận sự thật. Dừng đấu tranh lại đi. Đừng đấu tranh với chính mình nữa con à. Lạy thần linh của con, xin người hãy ban cho con sức mạnh để con có thể mang con của mình trở về. Chút Khan, chị mong là em sẽ hiểu mọi thứ gì chị đã giải thích với em rồi. Em hiểu hết những gì mà chị cần rồi Tenny, nhưng mà em vẫn muốn nói là chị hãy nghĩ lại một lần nữa đi.
Chị cần phải làm như vậy chút can à. Hiện giờ chị không còn sự lựa chọn nào khác. Chị mong là em sẽ không cảm thấy sợ bà ấy, vì chúng ta không thể phạm bất cứ sai lầm nào đâu. Chị đừng lo chị tin đi à. Em luôn xem chị như là chị ruột của em mà. Em sẽ không làm lãng phí thời gian của chị đâu. Em sẽ làm theo tất cả những gì mà chị nói. Nhưng Tini à, sao chị phải phí phạm đời mình chỉ vì cái tên đàn ông ích kỷ đó chứ? Trước giờ anh ta luôn nghĩ xấu về chị, thậm chí còn ép chị phải rời khỏi thành phố này nữa. Anh ta còn gọi cả cảnh sát tới để bắt chị mà. Vậy mà sao chị vẫn còn mạo hiểm vào đây? Chị làm như vậy để được cái gì hả chị Tini? Cứu con anh ta để làm gì? Đó là bởi vì anh ấy đã dạy cho chị về việc giữ những mối quan hệ, là người dạy cho chị cách sống. Do lâu nay em chưa nhìn thấy mặt tốt của anh ấy, cho nên là em mới nói những lời như vậy. Gần đây em chỉ mới thấy được một mặt của Pat thôi. Thật ra thì Tini của trước đây cũng là người vô cùng ích kỷ. Nhưng rồi nhờ Pat mà chị đã có một gia đình. Rồi chị nhận ra rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc khi giúp cho người khác hạnh phúc. Nhưng chuyện lần này thì không, chị không phải vào đây để làm cho người khác hạnh phúc đâu. Chị vào đây là vì chị quan tâm tới an toàn của Ipsita em mà. Chị làm tất cả những điều này là vì con bé mà thôi. Em hiểu chứ? Chị có biết là việc chị đang làm? Một người đàn ông phải đầu thai lần thứ hai mới dám làm đó. Muốn khen chị thì nói sao đi. Bây giờ đi mau lên. Con nghe bà nói đi. Tại sao con không chịu hiểu vậy hả Bách? Nó đã không màng tới tính mạng của mình, đi mạo hiểm cứu con gái của con. Để làm gì? Để làm gì? Con dừng lại đi. Con không thể ương bướng như vậy. Sự thật đang diễn ra trước mắt con. Con chỉ cần chấp nhận nó thôi. Đứng về phía Tây Ni đi con. Con ghét bỏ nó đủ rồi. Dừng sự ngu ngốc này lại đi.